ở Thái là có, ở Thái là có con cái nhiều, con cái đẹp nhiều hơn em nè quá. Bây giờ là em nè xin nhẹ, không xin nhẹ thì mấy giờ là ơi mấy giờ cái gì ôi anh như là đi ở Thái Lan có ấy, anh như có đi ở Thái Lan. Ôi, nói đúng không đúng nè, bây giờ em đang xuất sắc quá các bạn ơi, muốn về với anh yêu nhanh 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 quá. Nếu mà về hai còn không về ba càng tốt nha. Về ba hay có. Ok. Ok. Dạ dạ bye bye anh chị. Tốt nha tôi. Dạ dạ. Bye bye. Trên tay của Trinh bây giờ là cầm kết quả test Covid của Duy nè, các bạn thấy không? Rồi điều này có thể là chúng ta cùng nhau chúc mừng Duy đã được phép qua bên nước ngoài để gặp bé Lan. Bé Lan thì bây giờ Trinh có một chút xíu sẵn đây á, có một chút xíu muốn chia sẻ với mọi người luôn. Thật ra thì mình quen bạn Duy này là qua bạn này, tại vì anh Thắng cách đây 3 tháng cũng từng bước làm giấy tờ như thế này rất là cực khổ. Mỗi ngày anh Thắng đếm từng ngày để chờ cái tin dịch của Covid dứt để ảnh được về, nhưng mà chờ hoài không thấy, cho nên ảnh cũng phải cố gắng để làm giấy tờ, và từng bước cũng phải là Trinh phải hỗ trợ anh Thắng làm từng bước giấy tờ và cũng cung cấp giống như Duy vậy đó. Thì thật ra giúp cho bạn này không phải rằng là làm mọi cách để mà làm sao để cho bạn Duy phải được đi mà phải theo trình tự, đúng trình tự và phải chờ như tất cả mọi người thôi. Đó thì Duy đi được thì cũng đó là một cái điều mừng. Và cái thứ hai nữa, bắt nhịp thì anh Thắng cũng có một mối quan hệ với Duy tốt đẹp 4 năm rồi, là anh em với nhau. Cho nên là anh Thắng cố gắng giúp Duy. Nhưng mà nó giúp là giúp theo một cách trình tự thế này và giấy tờ đầy đủ. Nhưng trong đó là sự cố gắng của Duy và phải qua một cái chỗ làm visa nữa. Đây anh Thắng được về thì Trinh cũng cung cấp đủ giấy tờ và bảo lãnh anh Thắng, nhưng mà vấn đề là mình phải qua một công ty để họ làm visa cho mình. Chứ còn thật ra thì cũng từng bước theo thủ tục thì mới được đi. Thì Duy cũng cố gắng rất là nhiều, phải đầy đủ cung cấp giấy tờ, rồi phải chuẩn bị nhiều thứ tinh thần rồi mọi thứ để mới đến được với em. Có nhiều trong trong cái khán giả mình coi á, thì nó có hai tiếp, một tiếp rất là ủng hộ Duy nhưng một tiếp là phản bác Duy. Nhưng mà Trinh nghĩ thì Trinh như khán giả như các bạn thôi, vô tư mà nói, thực tế mà nói thôi, thì nó có ảnh hưởng gì tới mình đâu, đúng không? Thì mình đã ủng hộ với em thì khi thấy em hạnh phúc. Hạnh phúc nhất của Nam là gì? Là Duy sang được bên đó. Bởi vì thật ra các bạn không có, các bạn cũng yêu mà các bạn không có trong cuộc, các bạn không hiểu. Đây mới là những tiếng sống thôi nè. Bởi vì anh Thắng đi về không được, rất là buồn, rất là lo. Và việc vàng nhiều thứ cũng bị đỡ dở. Thì khi mà không có tập trung, tình cảm không ổn định, không tập trung thì việc gì làm nó cũng không có được là thăng hoa lắm. Nó không có kết quả tốt lắm. Cho nên Trinh nghĩ rằng là Duy phải có cách để mà qua với bên Nam. Mà đó cũng là cái kết quả mà mọi người trông chờ. Bởi vì khi mà đã có thăng hoa trong tình cảm rồi đó, còn mọi thứ bây giờ đã chuẩn bị xong hết rồi, kết quả cũng lấy về rồi, thì bây giờ Duy đang chuẩn bị nghỉ ngơi một xíu, rồi khoảng chừng 6 giờ sẽ có hẹn lấy giấy tờ ngoài sân bay và bắt đầu 8 giờ rưỡi sẽ vào sân bay và Duy sẽ check in trong đó, làm giấy tờ trong đó và sau đó sẽ chờ, và chuyến bay chính xác nhất là 10 giờ 25 và Duy sẽ bay. Và nếu mà máy bay đáp thì chắc là Trinh nghĩ chắc cũng hơn 12 giờ mấy, tầm 1 giờ mới về tới khách sạn để cách ly. Bây giờ thì cũng 5 giờ mấy rồi, hai Trinh đang làm bánh canh cá lóc. Cũng đặc sản ở dưới Long Khánh luôn. Đặc sản Long Khánh luôn, cho hai anh em ăn nè. Dì ăn với rau đắng nè. Hấp dẫn lắm mọi người. Bây giờ thì hai Trinh với anh Thắng và Dì đang chuẩn bị đi ra sân bay để lấy hồ sơ. 8 giờ rưỡi mới làm thủ tục. Duy đến ga quốc tế rồi mọi người ơi, bây giờ Duy sẽ lấy hồ sơ. Đây hồ sơ của em chờ. Rồi để cho hai ban này được. Hai ban này được. Đây,
Mọi người muốn đi Thái Lan thì tìm đến anh nha. Đừng có tìm anh tìm đôi nợ là được. Đừng có tìm đôi nợ là được. Còn tìm đi hợp pháp á là tìm anh tên gì? Đặng Hoàng. Anh Đặng Hoàng là tìm đến anh này. Anh Trinh đang check khe gì? Quang. Lotteria cả nè. Lotte. Người phụ nữ quyền lực của gia đình. Còn nghiệp đúng cái gì ơi, thảm lắm. Muốn ngồi quán cà phê đàng hoàng để cho nó ngồi nó ăn cho nó đàng hoàng một tiếng được. Cho nên cái gì nhìn cái cảnh này mấy người mới thấy thương. Bên Nam, Nam đâu? Nam phải nhìn cái cảnh anh Duy thế này nè mới thấy thương nè, thấy không? Bây giờ ăn phải ngồi chùm hổm vậy là em hiểu rồi đó. Tình yêu không biên giới đâu quý vị. Tình yêu cao cả, người ta yêu nhiều lắm người ta mới làm những điều này. Mình cũng phải hy vọng là ăn cái này để cho nó đủ no. Tại vì tới 2 giờ mới vô tới khách sạn. 10:20 bay thì tới đó là 12 giờ mấy làm thủ tục rồi xe đi về tới khách sạn là 2 giờ sáng. Bắt nó ăn để cho nó có sức. Hello. Hello cái gì là? Không có hello rồi. Tối nhiều rồi nè hả? Tối rồi, bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là em nè xin nhẹ. Không xin nhẹ. Thì mấy giờ là... Ơi, mấy giờ cái gì ôi? Nói không đúng vậy. Lặp lại anh gì? Bây giờ là 9 giờ tối rồi nè hả các bạn? Hôm nay là ngày cái gì hả các bạn? Ơi, hôm nay là ngày... Hừ, hỏi em nói một mình nè hả các bạn? Hôm nay là ngày 26 nè các bạn. Anh Duy là đi ở Thái Lan có anh Duy có đi ở Thái Lan. Ôi nói đúng không đúng nè. Bây giờ em đang xuất sắc quá các bạn ơi. Muốn diễn với anh yêu nhanh quá. Video lúc trước là em đang làm là muốn diễn anh yêu rồi đúng không? Thôi nói cái gì không quan tâm em này nè. Xin lỗi. Như bây giờ em đang tám xăm lòi nè, hôm nay không có thời gian cho làm video cho anh gì, cho nói chung hôm nay cũng không có thời gian cho nói chung nói chuyện với anh gì nè các bạn. Xin lỗi anh gì trước nè. Gì ba ngày này ngày nhảy cà tứng không à, vui quá. Hôm nay bây giờ cái gì là bây giờ là em này là muốn làm video nói chuyện cho anh gì. Đi ở đây là không có suy nghĩ nhiều, thường em này suy nghĩ nhiều hơn anh yêu nè ha các bạn. Suy nghĩ là nếu anh yêu đi ở đây một mình là anh yêu có xin muốn biết không làm như thế nào, làm cái gì nè. Ok các bạn không quan tâm em nên nói. Bây giờ là tối nhiều rồi, mặt nhiều rồi nè hả. Tối hôm nay em nên làm xong rồi, tắm xong rồi nè, muốn ngủ rồi. Không biết ngủ được không nè hả các bạn. Tối nay là anh Nhi có đi bây giờ anh Nhi chuẩn bị xong rồi, ở xong bê rồi nè hả các bạn. Người với anh chị tranh thủ về nghỉ ngơi đi. Mấy này á, take care em, chăm sóc em cũng mệt rồi. Không sao. Có gì đâu. Cái bánh mì đó rồi, nước uống rồi, đủ rồi đó. Dạ. Là ok. Cũng mấy chị em không cầm sạc đây hả? Có đem một sạc nhưng mà không có sạc được, với chổng sạc luôn. Có sạc cục ấy đâu. Cục sạc dự phòng á. Em đâu có đâu. Em nói tôi đưa cho cục trời. Cục sạc rồi. Không sao. Thôi đi vô đi, vô đi. Đó ngồi cắm sạc. Dạ. Rồi, tạm biệt anh chị. Hẹn vài tháng nữa mình gặp lại. Love you. Love you bro. Vậy ít nhất là về 2 còn không về 3 càng tốt nha. Về 3 thì có. Ok. Ok. Dạ bye bye anh chị. Dạ. Bye bye. Bây giờ tới đoạn đường này là phải mình phải tự đi. Đoạn đường này Duy phải tự đi. Mấy giờ rồi mấy em nên hỏi rồi. Mấy giờ rồi anh yêu đi ở đây nè hả các bạn. Xuất sắc quá các bạn ơi. Em nên không biết nè các bạn, xuất sắc không. Em nên suy nghĩ là nếu anh yêu đi ở đây rồi đúng không, không có cách ly chứ đúng không các bạn. Có cách ly 14 ngày. Không có suy nghĩ nhiều nè anh yêu ơi.
muốn làm cái gì làm nha ha. Nếu chán cái gì liên hệ với em Nan được nha ha các bạn ơi. Bây giờ em Nan sức kim cho đi ngủ. Lúc trước là biết hết, muốn nói cái gì cho làm video, muốn làm video cho nói cái gì với các bạn với anh gì nè ha. Bây giờ là có làm rồi quên hết ha các bạn. Suy nghĩ nhiều quá, không có cái gì suy nghĩ nhiều. Nếu anh gì đi ở đài là muốn chữa cho anh gì đi chơi, đi đâu, đi ăn cái gì, đi làm cái gì chung. Hiện tại Di đã đến sân bay Bangkok rồi mọi người ơi. Làm cho đẹp đẹp nè các bạn ơi. Tương lai có dần với anh yêu rồi. Nếu anh yêu dần là không có đẹp, cái là anh nhiều bỏ. Ở Thái là có con cái nhiều, con cái đẹp nhiều hơn em Nan quá các bạn. Em Nan sợ anh nhiều bỏ em Nan quá. Hình như là test Covid thêm một lần nữa vậy á. Chắc là test Covid thêm một lần nữa. Có suy nghĩ nhiều ơi, anh yêu đi ở đây đúng không các bạn? Không có hết suy nghĩ nhiều, đi hết suy nghĩ nhiều. Vì đang ở trên xe đi vào khách sạn để công thai luxury gì đó. Mấy giờ em đang xin lỗi nè. Em đang làm video nói không có hiểu lời ơi. Các bạn ơi, xuất sắc quá. Xuất sắc với anh yêu quá. Đi ở đây là, nếu anh yêu đi ở đây là video cái tiếp nè ha các bạn. Có làm chung với anh yêu thì muốn đi đâu hỏi anh yêu chứ. Ok, đi ngủ nè ha. Để em đang có nói chuyện với Phật trước nè các bạn. Hiện tại thì Di đang check in trong khách sạn phòng gì? 1204. Dạ rồi. Ok, đi ngủ anh yêu. Em đang đi ngủ trước nè. Em đang là suy nghĩ nhiều. Nếu anh yêu đi ở Thái rồi đúng không? Tối hôm nay là anh yêu không có suy nghĩ nhiều nè. Cách ly 14 ngày, hẹn gặp lại cái tiếp, hẹn gặp lại tương lai 14 ngày xong rồi đúng không? Để em Nan chờ anh yêu đi chơi, muốn ăn cái gì nói với em Nan được. Để em Nan là chờ anh yêu đi nhiều cho ăn đồ ăn, cho vui chung với đi chơi nè ha. Muốn dần về, muốn dần tắm suối ở Thái là nói với em nè nè anh nhiều. Ok, đi ngủ sớm, nói với Phật trước đi ngủ cho anh yêu may mắn cho anh yêu nè. Em, anh vô khách sạn cách ly rồi 14 ngày, khi nào em lên Bangkok hả? 14 ngày đúng không? Là tới mùng 10 tháng 4 á. Đúng rồi. Em Nan cho em Nan đi ở Bangkok được rồi là ngày mấy đi được? Gặp lại với anh yêu là ngày 10 đúng không được?
ngày 10 là anh cách ly xong rồi á, là anh em lên ngày mấy, em lên ngày 7 ngày 8 không? Ngày 9 em đang đi ở viện, anh đi ở viện rồi. đi ở thang máy. Đi ở viện đó cái gì? Vui không em, vui không? Vui không? Chết luôn. Vui không? Ủa vui quá. Ngủ không được hả? Vui thì ngủ không được, ngủ không bây được. Bây giờ em đang không sợ cái gì? Sợ anh yêu là mệt mỏi. Anh không có mệt mỏi. Nè em vừa cách ly xong rồi. Sao ở nhà của anh yêu mà. Em cách ly xong người ta cho ảnh này nè. Thôi giờ Di đi ngủ nha, chúc mọi người ngủ ngon. Ngày mai Di sẽ làm clip tiếp, giờ mặt ngu lắm rồi, mệt lắm rồi. Bye bye.